Máy sấy thực phẩm đa năng có thể sấy hàng chục loại nguyên liệu trong cùng một sản phẩm cùng một lúc. Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị, trong sản xuất công nghiệp hiện nay, nhu cầu sấy khô nông sản ngày càng phát triển. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại máy sấy nhập khẩu cho năng suất thấp, chất lượng lại không đảm bảo mà giá thành lại cao. Nếu bà con đang tìm kiếm một dòng máy sấy có thể sấy khô, sấy dẻo các loại nông sản trong cùng một lúc, vậy thì công ty Bình Minh chính là một điểm đến lý tưởng cho bà con. Video ngày hôm nay, Ngọc Nga xin giới thiệu tới bà con dòng sản phẩm máy sấy thực phẩm đa năng có thể sấy nhiều loại nguyên liệu trong cùng một lúc. Chăm nghe không bằng một thấy. Vậy thì ngay bây giờ xin mời bà con hãy cùng với Ngọc Nga tìm hiểu về máy. Máy sấy thực phẩm đa năng được thiết kế cải tiến hiện đại, sử dụng dòng điện gia đình 220V, phù hợp với mọi hộ gia đình. Ưu điểm của máy giúp giữ được màu sắc, hương vị tự nhiên, dinh dưỡng của nguyên liệu cũng như đảm bảo độ vệ sinh an toàn thực phẩm. Máy có thể sấy được đa dạng các sản phẩm: thịt gà, thịt trâu, mầm đậu nành, cá, kho quả, dược liệu tùy theo nhu cầu của người sử dụng, cho năng suất cao từ 80 đến 120kg trên một mẻ. Máy được thiết kế hệ thống chốt đóng mở, hệ thống rong cao su giúp cho nhiệt được giữ kín trong buồng làm việc, không bị thoát hơi nóng ra bên ngoài. Khoang làm việc được thiết kế 100% bằng inox. Hệ thống rãnh nhiệt được dàn đều hai bên sườn, giúp nhiệt tỏa đều vào các khay. Phần quạt hút sẽ giúp hơi nóng được tuần hoàn tròn, làm cho các nguyên liệu được sấy khô đều từ trong ra ngoài. Hệ thống tiêu thụ nhiệt gồm 8 thanh nhiệt trụ U, mỗi thanh có công suất 800W. 8 thanh nhiệt trụ U được chia thành 4 hộp nhiệt, mỗi hộp 2 thanh nhiệt. Đi theo 4 hộp nhiệt là hệ thống quạt đối lưu, làm cho nguyên liệu được sấy đều hơn. Máy sấy đa năng được thiết kế hiện đại, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và vận hành máy. Khi bật công tắc chính, hai hộp nhiệt sẽ hoạt động, còn bật công tắc sấy phụ, hai hộp nhiệt còn lại sẽ hoạt động. Hệ thống sấy chính và sấy phụ được chia ra để giúp những gia đình có dòng điện yếu thì vẫn có thể hoạt động được máy. Nếu với những gia đình điện yếu thì chỉ cần sử dụng công tắc sấy chính để sấy nguyên liệu. Máy được thiết kế 10 khay sấy inox to, rộng, có kích thước chiều dài, chiều rộng lần lượt là 95 và 76cm, chứa được 8 đến 10 cân nguyên liệu trên một khay cho quý khách hàng. Các khay sấy được làm hoàn toàn bằng chất liệu inox, đảm bảo vệ sinh an toàn cho quý khách hàng. Lỗ khuất khí của khay có thể làm theo nhu cầu sấy từng loại nguyên liệu theo ý của người sử dụng. Lỗ thoát khí được đẩy ra sát mép sàng, giúp cho khay sấy đạt được hiệu quả cao hơn. Khung máy chắc chắn, thành máy bên trong được làm hoàn toàn bằng chất liệu inox chống rỉ, khả năng chịu nhiệt cao nên giữ nhiệt tốt và đảm bảo vệ sinh cho thực phẩm sấy. Đặc biệt, máy được trang bị lớp bông thủy tinh dày dặn, có khả năng cách nhiệt, cách điện cao, đảm bảo máy hoạt động hiệu quả. Máy còn được trang bị dây tiếp mát giúp an toàn cho người sử dụng. Và đây là thành quả sau khi sử dụng máy sấy thực phẩm đa năng. Các nguyên liệu đã được sấy khô, sấy dẻo nhưng vẫn giữ được nguyên hương vị, màu sắc, có thể trực tiếp sử dụng được luôn hoặc đem đóng kín để bảo quản lâu dài mà không cần phơi nắng thêm. Với những lát hoa quả sấy khô này, quý vị có thể làm thành trà để tốc uống thanh lọc cơ thể. Cùng nhâm nhi với những lát thịt bò khô, thịt gà khô, chuối khô đầy màu sắc, hương vị. Còn với những loại rau củ quả sấy khô này, quý vị có thể sử dụng cho bữa cơm hàng ngày để tăng thêm sự phong phú cho bữa ăn. Quả thật là tuyệt vời đúng không ạ? Và còn rất nhiều các nguyên liệu khác có thể sử dụng được với máy sấy thực phẩm đa năng của công ty Bình Minh đang chờ đón quý vị sử dụng. Vậy quý vị còn chần chờ gì nữa mà không nhanh chóng sở hữu ngay cho mình một sản phẩm, một vốn vốn lời, đầu tư một khoản, thu hồi lại vốn nhanh chóng? Mọi thắc mắc cần được tư vấn giải đáp, quý vị hãy gọi ngay tới số hotline được hiển thị ở dưới màn hình. Và nếu quý vị thấy video hay và bổ ích, từng tiếp một like gửi tặng Ngọc Nga để cổ vũ tinh thần cho Ngọc Nga mang thêm nhiều video hay và bổ ích khác gửi đến cho quý vị. Ngọc Nga xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.